Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ làm video về chiếc Yamaha BG1 mà trong giai đoạn tháng 4 vừa qua mình không có làm. Thì mình hẹn mọi người vào tháng 5 này. Thì hôm nay mình sẽ lên video đủ 6 màu sắc của dòng xe BG1. Ngoài ra thì bên mình sẽ bổ sung thêm những cái màu sắc mà bên mình có sơn lại, đồ lại cho các bạn nữa nha. Đầu tiên sẽ là màu xanh dương. Các bạn thấy màu giống chiếc Rende và Genesis không? Đó, màu xanh da trời. Con này giá hiện tại của nó là 33 triệu đồng. Chiếc này sẽ có tên trên giấy tờ là xanh bạc đen, tại vì nó có cái ốp màu bạc ở ngay phía giữa thân xe đấy. Đây là cái kho xe chung của cửa hàng, và thông tin cửa hàng Quang sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn xem ở phía dưới, nhấp vô chữ xem thêm gì đó nó sẽ hiện ra tên, vị trí, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, tất cả sẽ nằm ở dưới phần mô tả phía dưới. Màu này là màu xanh duy nhất trong bộ màu của BG1. Còn màu xanh real mình thấy nó không giống màu xanh lắm, mình thấy nó giống màu nâu nâu hơn. Rồi chuyển sang màu sắc thứ hai, đó là màu đen bạc. Con này sẽ là màu đen nhám, đen mờ, đen mốc, và nó cũng có cái ốp miếng màu bạc ngay giữa thân xe. Thì nó sẽ có hai màu trên giấy tờ, đó là màu đen bạc. Giá xe này hiện tại là 33.500.000 đồng cho màu đen này. Mỗi màu sẽ mỗi giá khác nhau nha. Bạn đang xem đèn này là đèn halogen bóng vàng, kiểu thiết kế nó rất là tròn đúng không, dạng cổ điển mà. Đèn xi nhan thì nó sẽ lồi sang hai bên vậy. Phuộc thì là phuộc hình chữ H, nhớ không làm là 130. Hiện tại nếu mà nói về các loại bánh á, thì xe này nó chỉ có một loại duy nhất, đó là bánh căm thắng đĩa thôi. Nó không có mâm, nó cũng không có thắng đùm, nó mặc định là bánh căm thắng đĩa. Và cái vỏ của nó sẽ có kích thước là 16 inch và nó sẽ có những cái gai khá là lớn để chúng ta có thể đi đường phố. Ngoài ra thì chúng ta có thể vận hành trên các đường địa hình khác nhau. Xe này để đi cắm trại nè, đi chạy việc giả nè, đi các dạng địa hình, đi đường cát rồi đường sông suối gì đó, leo đèo lên núi gì đó, vân vân, ngoài mây mây đó. Xe này nó vừa thấy cái đi phố, vừa thấy cái đi phượt như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang màu sắc thứ ba của ngày hôm nay, đó là màu cam, mà nó giống màu đen, có thể gọi là cam cam mờ, cam nhám. Chiếc này sẽ có giá là 33.500.000 đồng. Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Nó phụ thuộc vào hộ khẩu mấy bạn ở đâu nhé. Có những nơi chỉ vài trăm nghìn, có những nơi chúng ta phải chuẩn bị đến từng triệu. Tùy theo hộ khẩu của người đứng tên xe, xe nằm ở chỗ nào, thì bên mình sẽ báo mức phí trước bạ biển số cho đó, chỉ để các bạn chuẩn bị nha. Nếu mình nhớ không lầm thì chiếc xe này là chiếc xe duy nhất của nhà Yamaha sử dụng đèn halogen mà lại có đèn ba xích. Đa số đèn ba xích trên các dòng xe sở hữu đèn led trắng. Ở đây sẽ có pha có xi nhan và cây kèn nằm ở cụm ở bên tay trái này. Ở bên tay phải thì nó không có công tắc đèn, mà thay thế vào đó là cái công tắc đèn hazard, tức là nhấn vào thì bốn bóng đèn xi nhan nó sẽ nháy, chứ không phải là tắt đèn của xe nha. Chỗ trên này là công tắc phụ, nói chung không có công tắc đèn nên chúng ta phải độ chế lại. Đồng hồ của xe là đồng hồ cơ, nó cũng có thiết kế một cái kiểu tròn tròn dạng cổ điển mà. Xe này nó có cái nét vừa cổ điển, vừa hiện đại, vừa chạy đi trong đường đô thị mà vừa chạy đi các đường địa hình. Đó, nói chung là nó rất là đa dụng ha. Mua chạy đi học cũng được nè, đi chơi cũng được nè, cà phê nè, đi làm cũng được luôn. Mình thấy xe này phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Mà đa số mình thấy đa phần là nam mà đứng tuổi mua xe này nhiều. Rồi màu sắc thứ ba của ngày hôm nay, mình nhầm, thứ tư rồi chứ đúng không, bây giờ xem ba màu rồi. Đây là màu vàng, vàng là màu bóng, thì giá mà hai sản xuất cũng hay nha mọi người, 6 màu thì ba màu bóng, ba màu nhám đúng không. Thì màu này là màu bóng, vàng này khá là tươi, và lúc mà nó ra mắt thì nó là một trong những màu sắc mà rất là hot, được kiếm rất là nhiều. Mình không biết những dòng xe khác như thế nào, như Exciter màu vàng nó rất là ế, nhưng mà không biết hiểu sao trên cái con này thì những cái màu sắc nổi bật như thế này lại được rất là ưa chuộng. Màu vàng là màu cam nè. Giá màu vàng thời điểm này là 33.500.000. Các bạn mở cửa biên thì các bạn ghim chìa khóa phía bên hông nè. Chúng ta sẽ có một cái bình xăng rất là lớn, dung tích là 5,1 lít lận. Nhìn cái xe nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn thôi, chứ không phải là bình xăng nhỏ đâu nha. Chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được. Một xe chính hãng thì chúng ta sẽ có bảo hành bảo dưỡng đầy đủ. Cân nặng của xe là 107 kg, được xếp vào loại 115 phân khối, năm sản xuất 2024 nè. Chiếc này thì mình chạy mình thấy nó giống như là Jupiter Fin mà nó bốc hơn chút xíu. Đó là cái cảm nhận cá nhân của mình, mọi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Yamaha bị chồng chéo phân khúc khá là nhiều ha. 115 là có Sirius FI nè, Jupiter FI nè, Jupiter Fin FI nè, rồi thêm bây giờ con BG1 nữa.
Nhưng mà có rất là nhiều khách hàng lại thích là Yamaha cứ ra nhiều mẫu xe vậy để họ lựa chọn ở một cái phân khúc mà tầm trung phổ thông như thế này, tầm giá như thế này. Này có càng nhiều mẫu xe thì họ càng càng khoái. À, con này là con màu xanh rêu lúc nãy mình nói nè. À, chiếc này sẽ có giá là 33.500.000 đồng ha, cho màu xanh rêu này. Màu này thì nó theo cái tông là chìm chìm. Bạn nào thích mà cái màu không nổi bật á, bạn nào thích tông màu chậm á, thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn nè. Cái màu sắc này mà thấy nó rất là phù hợp với thân xe này luôn. Nhìn nó hơi hơi cổ điển không? Xe này thì bên mình có chương trình hỗ trợ trả góp đàng hoàng nha. Trả dứt là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục chỉ cần căn cứ công dân có chip từ 18 tuổi trở lên ha. Gọi đúng tên ha. Con Frigo kế bên là màu xanh quân đội đó. Còn con này mình thấy nó giống xanh rêu. À, mức tiêu hao nhiên liệu là 1,69 lít trên 100 cây. Xe này phun xăng điện tử nên khá là tiết kiệm ha. Và tính ra thì 1 lít xăng đi trung bình tầm khoảng có 55 cây do động khoảng đó ha, tùy theo người chạy và tùy theo cái con đường đi như thế nào. À, và cộng với một cái bình xăng lớn nữa sẽ cho một cái quãng đường đi rất là dài. À, đó là một cái ưu điểm của chiếc xe này. Rồi các bạn đã đi đến màu sắc cuối cùng của ngày hôm nay rồi, đó là màu nâu cát. Giấy tờ nó sẽ ghi là xám bạc đen. Con này sẽ có giá là 34 triệu đồng. À, chiếc Bichuan màu nâu cát. Ừ, giấy tờ thì nó không ghi nâu cát nha. Và mình vừa báo với các bạn là giá của con Zin nha. Còn cái con các bạn đang xem trong video này là nó có gắn phụ kiện rồi, thì mỗi món phụ kiện gì nó sẽ có thêm giá tính tiền thêm, chứ không có tặng nha. Trời ơi, tiền đâu mà tặng. Cái này là của phụ kiện, này là phụ kiện của hãng nha mọi người, chứ không phải là của đại lý nhập ở bên ngoài nha. Món nào nhập ngoài mình sẽ nói nhập ngoài. Còn toàn bộ trên xe này đều là phụ kiện hãng hết. Như cái baga nè, baga khá là dày ha. Ở đây sẽ có một cái nắp bình dầu nè, đó cũng là nằm trong bộ phụ kiện của Bichuan. Tay thắng nè, có chữ Yamaha luôn nè. Rồi đặc biệt là nó sẽ có một cái kính chắn gió phía trước đó nè. À, cái giá thì mình cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu, các bạn có thể xem tại trang web Yamaha Motor Việt Nam có niêm yết giá phụ kiện của dòng xe này. Còn cái phuộc này không có nha, phuộc này là bên mình tự chế lại nha, từ xe NVX. Còn ở đây là cái bảo vệ Oppo, như là bằng nhôm thì phải. Mình thấy khá là đẹp đó mọi người. Đó, bộ phụ kiện của Bichuan thì bây giờ rất là đa dạng, không chỉ của hãng đâu, ở bên ngoài người ta cũng làm rất là nhiều luôn rồi. Từ cái thời kỳ mà xe này nó hot á, là ở ngoài bán phụ kiện bắt đầu người ta sản xuất, giờ rất là nhiều món ở bên ngoài, bù dắt gì đó đủ thứ, mấy chục triệu, mấy triệu cũng có, mấy trăm ngàn cũng có, mấy chục triệu cũng có, đầy đủ mọi giá thành. Rồi chiếc kế bên này, nếu bạn thắc mắc thì đây không phải là xe màu Zin của nhà máy nha. Màu này là màu cửa hàng mình độ lại. Thì giá con này nó sẽ tầm khoảng cỡ 35 triệu Tầm khoảng có 35 triệu cho chiếc xe màu đỏ đô này. À, cái đó thì chúng ta chưa tính chi phí đổi màu nha. Tùy theo hộ khẩu của khách hàng ở đâu bên mình báo chi phí đổi màu riêng. Phuộc là phuộc, phuộc đôi, phuộc lò xo. Tháng sau là tháng đùm, bánh căm. Vỏ thì nó cũng giống vỏ trước, vỏ này vỏ có ruột nha mọi người, là vỏ có ruột á. Đèn của xe thì lắc nó lung lay vậy nè. Chắc cái thiết kế có cao su để nó có độ đàn hồi, nó cũng làm tròn tròn cho nó có nét cổ điển á mà. Xe này thì không có chắn bùn con nha. Về sau thì mình thấy nó chắn bùn cũng tạm tạm, nhưng mà cái bánh diễu này chắc là sình dạng cũng nhiều chứ không ít. Rồi bên mình có làm hai con màu sơn, màu này màu đỏ ha, không có trong bảng màu của Yamaha. Rồi còn một màu nữa đó là màu xám bóng. Lấy ý tưởng từ màu xám xi măng á mọi người, bên mình đã làm cái con xe này là màu xám bóng. Giá thành con này thì nó cũng tầm khoảng có 35 đến 35 triệu rưỡi á, cho cái màu sơn độ này. Ngoài cái chương trình trả góp á, thì bên mình sẽ có chương trình thu xe cũ đổi xe mới luôn. Xe nào ở nhà các bạn không sử dụng nữa, muốn bán lại thì cứ đem đến đại lý bên mình, bất kỳ hãng nào ha. Bên mình sẽ có nhân viên kiểm tra xe và báo giá cho các bạn. Chúng ta chỉ cần gom tiền để mua trả góp cũng được luôn nè. Mua tiền mặt thanh toán một lần cũng được, chuyển khoản quẹt thẻ gì cũng được nha. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.